Phương pháp cân bằng năng lượng. Bài 1. Nguyên lý thực dưỡng. Nguồn dinh dưỡng đầu tiên khi chúng ta đặt chân đến thế giới này là sữa mẹ. Về mặt y học, chúng ta đến từ tử cung của người mẹ, thể xác. Ta đến thế giới này từ tinh cha và huyết mẹ. Trứng và tinh trùng là sự kết hợp âm dương hình thành trong 100 ngày đầu. Trong 100 ngày này, cơ thể người mẹ cung cấp dinh dưỡng cho bào thai để hình thành cơ thể đứa bé, tức là 3 tháng đầu. Trong 3 tháng đầu, người mẹ hay ốm nghẹn do thừa hoặc thiếu chất dinh dưỡng nào đó gây ra hiện tượng nôn ói. Sau 3 tháng, bào thai phát triển nhanh và cần nhiều dinh dưỡng nên người mẹ ăn rất nhiều và khỏe hơn. Nếu giai đoạn này người mẹ còn ốm nghẹn, tức là cơ thể còn thiếu chất gì đó, khi em bé được sinh ra, đầu tiên là khóc để hít thở không khí, sau đó em bé tìm vú mẹ để bú, tức là tìm nguồn dinh dưỡng. Vậy sự sống con người phải có hít thở, ăn và uống. Trong sữa mẹ có 48% chất béo và đạm và 51% là đường. Nguồn dinh dưỡng trong sữa mẹ cung cấp cho bé đạt 100% dinh dưỡng trong 3 tháng đầu. Nguồn dinh dưỡng sau 3 tháng sẽ giảm dần còn khoảng 50%. Phân tích sữa mẹ gồm có các thành phần: đạm, béo, đường. Năng lượng là 65%, protein là 1.1, chất béo 3.5, đường và tinh bột 7.2. Sữa công thức năng lượng là từ 65 đến 75%, protein là từ 15 đến 22, chất béo là 3.5, đường và tinh bột là 7.72. Một người bình thường cần 2.000 kcal, một người lao động trí óc cần 4.000 kcal, một người làm việc như một tiến sĩ thì cần đến 6.000 kcal. Trong khẩu phần ăn gồm có đạm, đường, chất béo và tinh bột. Ngoài ra còn có sinh tố và nguyên tố. Sinh tố trên cao và nhẹ, nguyên tố ở dưới thấp và nặng. Nước là chất hòa tan tất cả nguyên tố và sinh tố tạo thành dinh dưỡng. Và trong sữa mẹ có đủ 7 nhân tố này. Khi trẻ còn bú sữa mẹ, trẻ ít dư dinh dưỡng, không bệnh. Khi trẻ ăn dặm do cho ăn sai thì thường mắc bệnh. Con người được tạo ra từ 4 yếu tố: nóng, ấm, mát, lạnh. Năng lượng âm thuộc thủy. Năng lượng âm có tác dụng làm lành cơ thể. Đường là tinh thể của nước, giải nhiệt cơ thể. Nơi nào nắng nóng mới có đường. Chất ngọt là chất thực vật sinh ra để chống nắng. Năng lượng dương thuộc hỏa. Năng lượng dương có tác dụng làm nóng cơ thể. Chất béo là chất đốt cháy. Béo chỉ xuất hiện nơi sự lành, chính là năng lượng dự trữ. Chim cảnh cục gấu ở nơi sự lành dự trữ năng lượng béo trong cơ thể để sống nơi giả lành. Năng lượng làm mát là tinh bột, bột sắn dây, cơm, yến mạch. Năng lượng làm ấm là đạm. Ví dụ 500 kg calo đường bằng 25 gram đường. Nếu không ăn đường thì phải thế tinh bột. 5 chén cơm bằng 25 gram đường. Ví dụ 1 đến 2 muỗng dầu ăn sẽ làm ấm cơ thể. Hỏi đáp bài 1. Người hay cảm ho thì cần giảm muối và tăng béo. Người dễ bị ngứa ban đêm thì kiêng chua đắng, thêm béo đạm, bổ sung vì làm ấm bằng cách uống bột quế. Nguyên nhân là do lạnh, cơ thể co lại, tế bào co rút gây ra ngứa da, bị lột da tay chân do người lạnh và dư muối, bị vải nến do ăn nhiều đạm thịt xương có chứa nhiều chất phốt pho. Khi cơ thể đốt cháy, phốt pho xuất hiện ra da thành bình vải nến. Nên uống chanh đường để dẫn chất lại vào xương, hạn chế ăn đạm từ thịt, tốt nhất là ăn chay. Nếu bé 5 tuổi bị sổ mũi nên ăn thêm béo, ăn thêm củ, ăn thêm tiêu nhiều. Bệnh viêm phụ khoa do chân tay lạnh, ăn uống cho cơ thể ấm lên sẽ hết.
Bài 2. Sự phân bổ dinh dưỡng trong tự nhiên. Cơ thể con người chúng ta là một tiểu vũ trụ, bởi vì ngoài vũ trụ có gì thì cơ thể chúng ta có nấy. Vũ trụ có 4 mùa, cơ thể con người có 4 chi. Vũ trụ có 365 ngày, cơ thể con người có 365 đốt xương. Vũ trụ có ngũ hành, cơ thể con người có ngũ tạng. Vũ trụ có âm dương và cơ thể con người cũng có âm dương. Cơ thể con người chia làm 3 phần tương ứng với thức ăn được phân bổ trong tự nhiên. Phần thượng là thiên yến, những thức ăn ở trên cao. Trung, địa yến, thức ăn trên mặt đất. Hà, thủy yến, thức ăn dưới nước. Phần đầu thượng, từ cổ trở lên, thuộc năng lượng âm. Phần trung, trung đoàn giữa, thuộc năng lượng âm dương. Phần chân, hà, chân trở xuống, thuộc năng lượng dương. Nguyên tắc hoạt động, năng lượng âm, tức là lành, sẽ đi xuống theo phía bụng, năng lượng dương là nóng sẽ đi lên theo phía lưng. Khi đó, ở giữa sẽ có đủ năng lượng âm dương, gọi là phần trung hòa. Trong tự nhiên, nhóm dinh dưỡng nằm trên cao sẽ tốt cho nào? Sẽ ăn vào buổi sáng, giúp nào sáng suốt làm việc hiệu quả. Nào thuộc năng lượng thuộc âm, đường, tinh bột, vitamin, trái cây. Sau 4 giờ chiều là không nên ăn trái cây. Nhóm dinh dưỡng nằm trên mặt đất sẽ ăn vào buổi trưa, nhằm cung cấp năng lượng cho ngũ tạng và cơ bắp, gồm có lúa, gạo, đậu, ngũ cốc. Nhóm dinh dưỡng nằm dưới mặt đất sẽ ăn vào buổi chiều, nhóm này cung cấp năng lượng cho tủy và hai chân, gồm chất béo và đạm. Như vậy ta phải cung cấp năng lượng làm sao để cho đầu lành, bụng nóng ấm và chân nóng mới là đúng. Trong một ngày, giờ âm dương được tính như sau. Từ 0 giờ đến 6 giờ là 3 canh giờ dương trong âm. 6 giờ tới 12 giờ, 3 canh là giờ dương. 12 giờ tới 6 giờ, 3 canh là giờ âm trong dương. Từ 6 giờ tới 12 giờ đêm là giờ âm. Quy định chuẩn nhiệt độ cơ thể. Trạng phần đầu 35,8 đến 37 độ. Tàng cơ bắp 36 đến 37 độ. Chân buộc phải trên 35,8 độ. Nếu dưới 35,8 độ là người có bệnh. Khi chân lành gây ra một số bệnh mãn tính, làm khó ngủ, tiểu đêm. Khi chân lành, máu chạy về tim để lấy khí oxy, mà khi về tim mà máu lành sẽ lành tim, dẫn đến hiện tượng nhồi máu cơ tim. Khi chân lành tức là bị tẩu hỏa. Tình trạng này để lâu thì nữ sẽ gây ra bệnh phụ nữ, tiểu đường, huyết áp. Nam sẽ bị ung thư phổi và tim mạch. Vì sao gọi là tiêu sò? Sò là giống hộp sò và nằm trên cao. Tiêu sò trị viêm mũi, viêm xoang, chảy mũi. Nguyên nhân là tủy ở trên đầu bị lành, gây chảy nước, ăn tiêu sẽ hết. Ớt là vì nằm chính giữa, ăn nhiều, nóng bụng. Bài 3. Sự chuyển hóa về năng lượng. Trong bụng nhóm năng lượng chính, nếu ăn không sẽ không ngon, nên chúng ta thường thêm gia vị cho ngon. Vì là vị trí định vị, vậy nên khi thêm gia vị vào các nhóm dinh dưỡng là để chuyển hóa năng lượng đến nơi nào cần đến. Có tất cả 6 vị chua, cay, mặn, ngọt, đắng, chát. 6 vị này tương tác với 7 nhóm dinh dưỡng sẽ tạo ra hàng ngàn dinh dưỡng khác nhau, tạo ra món ăn thêm phong phú. Những chất dinh dưỡng này sẽ chuyển hóa vào trong cơ thể. Cho nên khi chúng ta ăn uống sử dụng vị đúng thì sẽ tạo ra một hệ thống thuộc tự nhiên trong cơ thể. 1. Vị chua, năng lượng âm. Thực phẩm chanh, tắc, me, lá giang, xoài, bản chất là vitamin C. Công dụng dẫn năng lượng về não là mạnh nhất và tuần hoàn khắp nơi trong cơ thể. Tiêu hóa tinh bột, phân hủy tinh bột. Vị chua thuộc năng lượng âm, dự trữ trong dạ dày. Nếu dùng nhiều vị chua, chất chua sẽ hại dạ dày, hại hệ thống xương tủy. Vị chua thuộc năng lượng âm, ngược với năng lượng dương. Khi đi nặng về mệt mỏi, uống một ly chanh đường sẽ nhanh khỏe. Vị chua nên ăn uống vào buổi sáng. Khi chiều tối mà uống chanh đường làm năng lượng lên não, không ngủ được,
Khi có người bị đồng kinh, uống chanh đường sẽ khỏi. Nếu ăn chua nhiều mà ăn vào buổi chiều thì chất chua sẽ làm rã xương, tạo chất vôi mà ban đêm không đi tiểu. Chất vôi tích tụ lại hình thành sỏi thận. Vị chát, năng lượng dương. Thực phẩm: trà xanh, chuối chát, bắp chuối, củ sen, lá mơ, vỏ măng cụt, đọt ổi. Công dụng: dẫn năng lượng xuống hai chân của mình, cho nên những người thiếu chất chát thì chân sẽ dễ bị lạnh. Chất chát thuộc năng lượng dương, dự trữ ở tả tràng là nằm dưới dạ dày. Những người thường uống trà thì chân khỏe, trí nhớ rất tốt. Tuy nhiên không nên uống trà quá chát, nó sẽ rối loạn hệ thống lục vị trong cơ thể, khi đó làm hư dịch vị, hại sức khỏe. Chất chát nên ăn uống vào buổi chiều. 3. Vị đắng, năng lượng âm. Thực phẩm: rau đắng, khổ qua, những trái non, bầu, bí mướp, dưa leo, rau mã, atiso, tim sen. Công dụng: dẫn năng lượng ra cơ bắp và ngũ tạng, làm cho cơ bắp và ngũ tạng mát, giúp trao đổi khí oxy trong cơ thể. Vị đắng cung cấp cho hệ miễn dịch, đánh tan lipid trong cơ thể. Những người thiếu đắng thường bị bệnh máu nhiễm mỡ. Vị đắng được gan tiết ra và dự trữ ở túi mật. 4. Vị cay, năng lượng dương. Thực phẩm: tiêu, ớt, gừng, xả quế. Công dụng: dẫn năng lượng nuôi tủy, mà tủy của mình gồm tủy trên cao, tủy dưới thấp, tủy chính giữa. Vậy mỗi vị cay sẽ dẫn năng lượng đi theo từng vị trí khác nhau trong cơ thể của mình, tức là dựa vào sự phân phối của tự nhiên mà dẫn đi. Tiêu cay ở trên cao làm ẩm sọ não. Vị cay của ớt ngang bụng làm ẩm nội tạng. Vị cay của xả giống xương cho nên ẩm cho xương. Vị cay của gừng ở dưới đất ẩm chân. Vị cay của quế ở vỏ ngoài ẩm da. Vị cay được dự trữ nơi tượng tùy. 5. Vị mặn, năng lượng dương. Thực phẩm: muối, tương, mắm, chao, vân vân. Công dụng: giữ nước và để giải nhiệt cơ thể, giúp tế bào trao đổi chất. Nên khi lao động nặng thì muối giữ nước lại làm mát cơ thể. Theo Tổ chức Thế giới khuyến khích sử dụng, một người dùng 5 gram tương đương một muỗng cà phê. Nhưng mà ở Việt Nam thì ăn sai. Một người dùng đến 15 gram là tương đương tới 3 muỗng cà phê muối. Nếu lao động nặng cho ra nhiều mồ hôi thì ổn, nhưng ăn nhiều muối mà ngồi làm việc máy lạnh không ra mồ hôi, lượng muối dư trong người rất lớn, gây ra bệnh tê liệt hệ thống thần kinh, làm cho sự cảm ứng với tự nhiên bị mất đi, vì trong muối có thành phần natri clorua. Chất clo chính là chất làm vôi hóa tuyến tùng, làm con người mất đi khả năng tâm linh của mình, tức là tâm mình, linh cảm, có thể biết được vài điều, nhưng do ăn mặn quá làm mất đi khả năng này. Tóm lại, ăn dư muối làm ảnh hưởng xương khớp, ảnh hưởng đến khả năng nhận định môi trường, thời tiết. Dư muối nó giữ nước, làm mình ít đi tiểu, máu đặc lại, gây áp lực lên tim thần, làm vôi hóa tuyến tùng và làm tăng cân. 6. Vị ngọt, năng lượng âm. Thực phẩm: mía, đường, mật ong, trái cây ngọt. Công dụng: xả nước, làm mình đi tiểu nhiều. Khi đó khí sẽ lên, nước giảm, khí tăng. Người có cơ thể lạnh, chân có nhiệt độ dưới 35,5 độ thì hạn chế ăn ngọt tối đa. Nếu ăn thì sẽ dư đường, cơ thể phải xả bỏ đường ra, gây ra tiểu đường. Vị ngọt được dự trữ ở gan, ngọt không ăn vào buổi chiều. Vậy buổi sáng chúng ta nên ăn vị chua, đắng, ngọt. Buổi trưa ăn chua, đắng, cay. Buổi chiều ăn vị mặn, vị cay, vị chua. 1. Hai vị đối chọi nhau là vị chua và vị chát. Chất chua dẫn năng lượng lên não và đi khắp cơ thể. Chất chua dự trữ trong dạ dày sau khi làm xong nhiệm vụ đó. Vậy khi dư chua quá nhiều, cấp thời là bị tiêu chảy. Nếu vậy, chúng ta sẽ ăn chất chát để chặn chất chua lại. Chất chát sau khi dẫn năng lượng xuống chân sẽ được dự trữ trong tả tràng. Nếu thừa chát sẽ bị tả bón. Vậy muốn biết chất chua và chất chát có cân bằng hay không thì theo dõi phân hàng ngày.
Sau khi chất chua bọt thức ăn nhuyễn nạc sẽ đi xuống tả tràng, chất chặt dự trữ trong tả tràng. Lúc này sẽ đồng hóa chất chua trong thức ăn đó thành bazơ, sau đó mới được đưa xuống đường ruột hấp thụ. Rồi cặp vị đắng cay, đắng thuộc âm, cay thuộc dương. Chất đắng dự trữ trong mật, dẫn năng lượng ra cơ bắp và ngũ tạng, thực hiện quá trình trao đổi khí CO2 và O2. Chất cay dự trữ trong tùy, dẫn năng lượng vô tùy. Đắng và cay là một cặp âm dương với nhau. Dư đắng làm người lành, chảy nước mũi, nếu dư cay làm người nóng và nghẹt mũi. Tại sao người nóng bị nghẹt mũi? Vì khí O2 thuộc khí dương, khí CO2 thuộc khí âm, nên lúc mình nghẹt mũi là do mình nóng. Cơ thể sẽ giữ lại khí CO2, mà CO2 là khí lành, để làm mát cơ thể mình. Dựa vào nguyên lý này, các hãng gà rán hay bán kèm nước ngọt trong phần ăn là do gà rán nóng. Người có Pepsi hoặc Cola uống vào sẽ làm lành cơ thể trở lại. Vậy nếu dư cay làm nóng người, dấu hiệu trước tiên là người nổi mụn. Cặp mặn ngọt, vì mặn giữ nước làm người lâu đi tiểu, khi đi tiểu màu vàng đầm như muối. Người nóng mặn chứa ở tùy, vì ngọt xả nước làm người đi tiểu nhiều, nước tiểu màu trắng trong, ngọt chứa ở gan, khi tiểu nhiều thì cũng bị mất nước mà mình không dám uống nước, chết vì mất nước và điền dại. Nếu đi tiểu ít, máu rất đặc, làm áp lực lên tim, lên thần rất lớn, khi đó làm mình bị bệnh về tim, thần, huyết áp tai biến. Vậy xem nước tiểu sẽ biết muối và ngọt trong cơ thể. Cách xông hơi, xông với những loài lá có tinh dầu, xả, chanh, bưởi, bạc hà, v.v. Trước khi xông, uống nhiều nước, thời gian xông 10 phút. Xông xong uống nước, nằm nghỉ 15-30 phút. Không đi tắm, không ngồi trước quạt, không ra gió. Có thể xông 1-2 lần một tuần. Nếu phân nạc thì ăn thêm chạc. Tay chân lành, thức ăn phải có gừng. Đau vào giờ đêm do thiểu béo, đàm. Bài 4. Cân bằng âm dương. Như chúng ta biết, có 3 yếu tố cần thiết cho sự sống của con người, đó là thở, uống và ăn. Vậy việc uống là quan trọng, đứng hàng thứ 2 trong duy trì sự sống con người. Cho nên ta uống nước phải đúng. Trong cơ thể chúng ta, nước chiếm hơn 70% nước ở các ngóc ngách của cơ thể. Sâu trong não cũng có nước, trong từng tế bào cũng có nước. Nước lan tỏa khắp cơ thể, nước hòa vào trong thức ăn, giúp vận chuyển thức ăn đến các tế bào. Sau khi dinh dưỡng đó được tinh luyện ở ruột non, sẽ được thẩm vào máu. Máu lại vận chuyển dinh dưỡng đến các tế bào, thực hiện quá trình trao đổi chất. Sau khi trao đổi chất xong, tất cả được đưa về nhà máy lọc trong cơ thể chúng ta, đó chính là thần. Thần lọc chất tốt sẽ lấy đưa lên lại cơ thể chúng ta, còn chất dơ thì được đưa xuống chứa ở bàng quang. Khi đầy thì não ra tín hiệu xả bỏ ra ngoài theo đường nước tiểu. Như vậy sau khi đi tiểu, ta sẽ thấy màu sắc của nước tiểu như sau. Nước tiểu nếu vàng đầm thì kết luận là người bị nóng. Nước tiểu nếu trắng trong, người lành. Như vậy buộc chúng ta phải quan sát cơ thể mỗi ngày, quan sát nước tiểu của mình, vì nó chính là ngôn ngữ thông báo cho biết cơ thể mình thuộc âm hay dương, thuộc hàn hay nhiệt, để chúng ta biết cơ thể đang thừa hay thiếu gì hay đủ, với mục đích là nhằm thay đổi chế độ dinh dưỡng. Vậy khi mình quan sát màu nước tiểu thông báo như sau: tiểu nhiều, nước tiểu trong. Chưa tới 2 giờ đi tiểu thì kết luận người bị lành. Lúc này não hoạt động mạnh hơn tùy, tức là âm hoạt động mạnh hơn dương. Lúc này người khó ngủ, cần phải ăn tăng đàm và béo. 2. Nếu lâu đi tiểu, nước tiểu vàng hơn 2 giờ đồng hồ mới đi tiểu thì kết luận người nóng. Lúc này tùy hoạt động mạnh hơn não, tức là dương hoạt động mạnh hơn âm. Lúc này người dễ đau đầu, chóng mặt, rối loạn tiền đình, cần ăn thêm bầu, bí, trái non. Như vậy để cân bằng màu nước tiểu thì chúng ta cần phải
cân bằng hoạt động của não và tủy. Não hoạt động 50% thì nước tiểu trắng, tủy hoạt động 50% nước tiểu vàng. Vậy nước tiểu trắng trong pha vàng sẽ cho màu vàng nhạt, đó chính là trạng thái cân bằng. Và lưu ý thời gian chuẩn là 2 tiếng đồng hồ đi tiểu một lần. Nếu hơn 2 tiếng mới đi tiểu là người nóng, dương. Nếu chưa tới 2 tiếng mà đi tiểu là người lành, thuộc âm. Xem bảng màu nước tiểu thuộc dương, tủy hoạt động 60%, não 40% thì vàng đậm. Tủy hoạt động 70%, não hoạt động 30% thì vàng rất đậm. Tủy hoạt động 80%, não hoạt động 20%, vàng đậm có bọt. Vàng đậm có bọt là cực nguy hiểm. Vàng đậm mà có bọt là dấu hiệu cơ thể đang rã năng lượng dự trữ và thiếu uống nước. Âm, não hoạt động 60%, tủy hoạt động 40%, nước tiểu trong, tỉnh táo, lành tay chân. Não hoạt động 70%, tủy 30%, trắng trong, pha đục, khó ngủ, tiểu đêm. Não 80%, tủy 20%, màu nước tiểu trắng đục, pha vôi, cơ thể kém, sự sống mong manh. Muốn chuyên nước thì phải dựa vào các yếu tố sau: 1. Nước tiểu, 2. Phân, 3. Nhiệt độ, 4. Huyết áp, 5. Nhịp tim, 6. Những biểu hiện của cơ thể. Tiêu chuẩn của vị trường nước là theo tiêu chuẩn của mỗi người. Sau đây là các loại nước. 1. Chua ngọt là nước chanh đường. Đối tượng có dấu hiệu nước tiểu vàng, người nóng, táo bón, đau đầu, chóng mặt. Cách dùng: 20 kg thì 1 lít cũng là tối thiểu, 3 lít là tối đa. Đây là một loại nước cực âm, truyền cho những người cực dương. Nếu uống vào 1 lít mà thấy nước tiểu trong rồi, tức là đã cân bằng. Vậy thì cân bằng ở đâu thì dừng ở đó. Thời gian dùng uống tới 16 giờ thì ngưng. Tuy nhiên, trừ những trường hợp cấp cứu thì dùng bất cứ lúc nào. 2. Nước chua ngọt mặn là chanh muối đường. Biểu hiện dùng cho những người bệnh không rõ nguyên nhân, nóng lành thất thường. Cho người nào muốn tăng cân, thay đổi men tiêu hóa, đẩy khí trướng bụng, ăn uống khó tiêu. Liều dùng uống từ 0,4 đến 1,2 lít. Đây là loại nước uống cân bằng, vừa có âm vừa có dương. 3. Cay mặn ngọt là gừng muối đường. Đây là nước cực dương. Cay làm ẩm cơ thể, mặn giữ nước trong cơ thể, ngọt hòa nhanh trong cơ thể. Biểu hiện người tiểu đêm, chân tay lạnh, khó ngủ, tủy suy, ăn uống không tiêu. Liều dùng 0,3 đến 0,75 lít. Thời gian sau 16 giờ. Cách uống: uống từng ngụm nhỏ, lai rai từ 16 giờ cho tới khi đi ngủ. 4. Đắng ngọt: nước rau mã cộng đường, nước atiso cộng đường, nước tim sen cộng đường. Biểu hiện những người nóng, nước tiểu vàng đậm, cơ bắp nội tạng nóng, cơ thể bị ghẻ lở, bị men gan cao, có dạng tĩnh mạch. Liều dùng 0,3 đến 1 lít, thời gian từ 9 tới 12 giờ trưa. Chú ý, loại nước đắng ngọt này không dùng cho người huyết áp thấp, dùng cho người huyết áp cao được. Huyết áp thấp có thể uống chanh muối đường, huyết áp cao uống rau mã đường cộng nước dừa. Uống trước 12 giờ trưa, uống tối đa 1 lít. 5. Vị chát ngọt, đọt ổi, lá mơ, trà đường, vỏ măng cụt. Biểu hiện những người có lòng bàn tay, lòng bàn chân lành, cho những người bị tiêu chảy, những người làm việc ca đêm. Liều dùng tối đa 0,3 lít. Thời gian uống: uống vào chiều tối, vừa bổ não vừa bổ tủy. Vì nước ngọt mặn, nước muối đường. Biểu hiện những người bệnh không rõ nguyên nhân: sốt, đầu nóng, chân lạnh. Liều dùng 0,4 đến 1 lít, đầu nóng, tay nóng, chân lạnh. Cho uống gạo rang muối đường, hàm uống như uống trà. Những loại nước lên nào: nước ép rau củ, nước lọc, nước ép trái cây, nước chanh đường, nước dừa. Đây là loại nước cực âm, không nên uống vào chiều tối. Uống liều vừa phải, uống nhiều sẽ hại hồng cầu, rã cơ. Huyết áp thấp
có 3 trường hợp: 1. Huyết áp thấp, tay chân lạnh, đi tiểu nhiều, nước tiểu trong, uống gần muỗi đường, uống sau 4 giờ chiều. 2. Huyết áp thấp, tay chân bình thường, nước tiểu bình thường thì uống trà đường. 3. Huyết áp thấp, tay chân nóng, nước tiểu vàng, uống chanh muối đường, nước cay ngọt, gừng đường. Biểu hiện khi bị đau từ lưng trở lên. Liều dùng 400ml đến 1,2 lít, thời gian uống sau 9 giờ sáng. Trà đường uống buổi sáng bình thường.